Các tinh cao chiếu, vận đáo hành thông, tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966, nam mạng, trong năm Giáp Thìn 2024, ăn nên làm ra, tiền tài như ý, lộc lá đầy nhà. Mình là Tử Vi hoan hỉ chào đón quý tín chủ tuổi Bính Ngọ đã quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp. Mến chúc quý tín chủ luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Mới đây nhất, khi xem lá số tử vi của 12 con giáp trong năm Giáp Thìn 2024, bất ngờ, thần đồng tiên tri Ấn Độ đã tiết lộ rằng người tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966, nam mạng, mệnh thiên hà thủy là một trong những con giáp cực kỳ là may mắn, vận trình được nhiều cát tinh cao chiếu, thần tài ưu ái, quý nhân tương trợ, tiền bạc cứ ùn ùn kéo về nhà, làm ăn trúng lớn, trúng số liên tiếp, đổi đời giàu sang, tiền vàng nhất chật két. Vậy vận trình cụ thể của quý tín chủ tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966, nam mạng trong năm Giáp Thìn 2024 diễn ra như thế nào? Làm sao để giải hung hóa cát? Làm sao để nắm bắt được vận may đến với mình? Thì ngay sau đây, xin mời quý tín chủ cùng theo dõi luận giải nội dung chi tiết. Vâng, kính thưa quý vị, để biết được vận trình của mình trong năm, ta cần xét trên các phương diện như tổng quan, sự nghiệp, tài lộc, tình cảm, sức khỏe, hướng xuất hành, tuổi xông đất và tử vi từng tháng âm lịch trong năm Giáp Thìn 2024. Đầu tiên, tổng quan tử vi năm 2024 cho quý ông tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966. Bước sang năm Giáp Thìn 2024, quý ông tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966, là 59 tuổi âm lịch và 58 tuổi dương lịch. Xét về thiên can, địa chi, ngũ hành cung phi và tứ trụ. Xét về thiên can, nam mạng tuổi này thuộc can Bính hành hỏa kết hợp với thiên can giáp hành mộc của năm 2024 chủ về bình hòa. Tử vi tuổi Bính Ngọ nam mạng năm 2024, xét về phương diện công danh sự nghiệp, năm Giáp thì người nam được dự báo là không thuận lợi và có thể phải đối mặt với nhiều khó khăn. Tuy nhiên, do ngũ hành thiên can tương sinh mộc sinh hỏa cho nên bản mệnh nhận được sự hỗ trợ từ những anh em bạn bè, có thể vượt qua khó khăn, phát triển và thu về thành công trong công việc. Xét về địa chi, người sinh năm này địa chi Ngọ gặp địa chi Thìn của năm Giáp Thìn là mối quan hệ chủ về bình hòa. Đây là năm người tuổi Bính Ngọ công việc không có thay đổi nào mới. Trong năm này không nên mưu cầu những việc lớn lao hay thực hiện thay đổi công việc sẽ không có lợi, đầu tư lớn khó có thể thu hồi về được nguồn vốn. Bên cạnh đó, ngũ hành địa chi tuổi và địa chi năm Thìn là sinh xuất nên chủ mệnh có thể hao tổn nhiều về sức khỏe cũng như tiền bạc. Xét về ngũ hành, ngũ hành của người tuổi này thuộc thủy, gặp năm Giáp Thìn 2024 ngũ hành thuộc hỏa tương ứng quan hệ khắc xuất, xấu. Trong năm 2024 Giáp Thìn, chủ mệnh tuổi này có thể gặp nhiều bất lợi và chủ về hao tổn. Sức khỏe không tốt, khó khăn đưa tới cho các công việc. Tuy nhiên trong năm người bản mệnh thủy cũng có được một số kết quả công việc như ý muốn và nhận được sự hỗ trợ từ quý nhân. Ngoài ra, tháng 5 âm lịch người tuổi này chú ý về công việc có chuyện phiền muộn hoặc tiền bạc phải chi tiêu nhiều. Xét về cung phi, người tuổi này cung phi đoài có ngũ hành kim, gặp năm 2024 cung phi chấn thuộc hành mộc, tương ứng với khí tuyệt mệnh. Theo đó, công việc của người cung đoài năm 2024 khó giải quyết, dây dưa nhiều chuyện. Sức khỏe bị ảnh hưởng, tình cảm của vợ chồng thiếu đồng lòng. Cung phi của tuổi có ngũ hành xung khắc với ngũ hành cung phi năm 2024, vì thế trong năm cả tiền bạc lẫn công việc đều khó thuận ý. Vận niên năm 2024, quý ông tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966, gặp vận niên thỏ lộng nguyệt, tức thỏ giỡn trăng. Đây là hình tượng mang tới điểm cát lành về một năm đầy vui vẻ, hạnh phúc, công danh sẽ toại, thỏa lòng chờ đợi bấy lâu nay. Gia đạo hài hòa, gia đình êm ấm, người vui cảnh cũng chiều lòng, thật là một bầu trời tươi đẹp, ước thì được, muốn thì thành, không ít người phải ngưỡng mộ. Xét về tứ trụ, thiên vượng, địa xung, luận tử vi nam Bính Ngọ năm 2024 cho thấy phương diện công việc làm ăn của nam tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966 khá tốt. Tuy nhiên, quý ông tuổi Bính Ngọ cần lưu ý về sức khỏe hơn. Mối quan hệ can chi, ngũ hành và cung phi cho thấy trong năm nay, công việc của người này khá tốt nhưng cũng đòi hỏi sự nỗ lực và cố gắng trong làm ăn, đặc biệt là sẽ có sự thay đổi và mưu cầu trong công việc. Tuy nhiên, sức khỏe của người này trong năm nay không tốt và dễ bị đau ốm, đặc biệt là bệnh về xương khớp.
cần lưu ý chăm sóc sức khỏe kỹ càng trong năm nay. Sao chiếu mệnh, quý ông tuổi Bính Ngọ, trong năm 2024 gặp sao Thái Dương chiếu mệnh. Sao Thái Dương chiếu mệnh đây là cát tinh, hay còn gọi là một phúc tinh tốt đối với quý ông. Sao này mang lại sự tốt lành, an khang thịnh vượng, công danh rộng mở, phát tài phát lộc, giúp cho nam mệnh có khả năng thăng quan tiến chức, vạn sự đều may, đặc biệt là vào tháng 6 và tháng 10 âm lịch là hai tháng đại cát. Vận hạn, hạn thiên la. Hạn thiên la là hạn xấu, chủ về sức khỏe, tinh thần. Khi gặp thiên la, tâm lý gia chủ thường xuyên bất ổn, suy nhược cơ thể, hay lo lắng, buồn rầu. Sau đó gặp những căn bệnh kỳ quái dù điều trị nhưng không khỏi. Xét về phương diện sự nghiệp cho quý ông tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966, trong năm Giáp Thìn 2024. Bước sang năm Giáp Thìn 2024, quý ông tuổi Bính Ngọ được sao Thái Dương chiếu mệnh, là một phúc tinh tốt với cả nam và nữ. Sao này mang lại sự tốt lành, an khang thịnh vượng, công danh rộng mở, phát tài phát lộc, giúp cho quý ông có nhiều sự may mắn. Con đường công danh, sự nghiệp quý ông tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966, khá tốt. Với sự trợ giúp từ sao Thiên Đức là cát tinh, quý ông hoạt động khá tốt trong năm nay. Nhiều người tuổi này được nhân viên và những người đi sau kính nể, hiệu suất và hiệu quả công việc được cải thiện đáng kể. Quý ông đem lại rất nhiều lợi nhuận lớn cho công ty. Quý ông tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp của mình, mọi việc trong năm không làm khó được quý ông và nếu gặp vấn đề gì nên giữ bình tĩnh thì chắc chắn sẽ tìm được cách xử lý phù hợp. Bao năm qua quý ông đã có nhiều đóng góp và được đồng nghiệp hết sức kính trọng và ngưỡng mộ, có người đứng ra trợ giúp khi gặp khó khăn. Công sức của quý ông cũng được ghi nhận xứng đáng. Năm này, đối với những người làm kinh doanh, buôn bán sẽ tiếp tục phát triển rất thịnh vượng trong sự nghiệp của mình. Công việc làm ăn khá thuận lợi, việc kinh doanh của quý ông đang phát triển rất mạnh mẽ, quý ông thường ký được một số đơn hàng lớn hơn năm trước. Ở độ tuổi này quý ông đã làm chủ được cuộc sống, có kinh nghiệm, tự tin hơn, vững vàng trước mọi biến cố và nhìn rõ được cơ hội làm ăn lớn đến với mình. Tử vi dự báo quý ông tuổi Bính Ngọ sẽ nhận được may mắn nhiều hơn trong công việc, cho nên cần phải cố gắng hết mình, nỗ lực để đạt được điều mà mình mong muốn. Lưu ý một điều là nếu quý ông làm việc ở ngành nghề tự do lại càng nhiều sóng gió. Bản tính của quý ông cương cường, bộc trực trong giao tiếp thì khó tạo tình cảm với người chung quanh nếu không nói là nhiều người thù ghét. Quý ông tuổi Bính Ngọ đừng ỷ vào quyền lực, sự thông minh để khởi mưu cầu mà cần thay vào đó là lòng công bằng, nhân ái thì mọi việc sẽ giảm phần rối rắm, sự việc sẽ thuận lợi hơn. Xét về phương diện tài lộc cho quý ông tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966, trong năm Giáp Thìn 2024. Đường tài lộc của quý ông tuổi Bính Ngọ trong năm Giáp Thìn 2024 đầy tin vui nở rộ. Sự nghiệp thăng tiến, tài lộc của nam tuổi này như cá chép hóa rồng. Trong năm được sao may mắn Thiên Đức trợ giúp nên hầu hết những người tuổi này cũng sẽ có đường kiếm tiền khá tốt, tài lộc cứ thế mà đi lên. Tử vi cho thấy, với sự trợ giúp của các cát tinh giúp cho vận trình tài lộc của quý ông tuổi Bính Ngọ có được nhiều sự may mắn. Tài khoản của quý ông không ngừng đầy lên, cho dù đang làm một hay nhiều công việc. Nguồn sống và kinh tế của quý ông cũng được cải thiện rất nhiều. Cát thần chiếu mệnh mang tới những cơ hội kinh doanh, hợp tác làm ăn lớn. Nếu đang làm trong lĩnh vực có liên quan đến đất đai, bất động sản, địa ốc, tài chính thì quý ông tha hồ hốt vàng hốt bạc. Ngoài ra quý ông tuổi Bính Ngọ, trong năm này, tuy có thu nhập cao, nhưng cũng tiêu tốn khá nhiều tiền trong cuộc sống, quý ông cũng phải tiêu pha tiền bạc tốn kém nhiều. Có nhiều việc phát sinh ngoài ý muốn, trong năm có vận niên, thổ lộng nguyệt, thì quý ông cũng nên hạn chế đến nơi tiệc tùng ăn uống sẽ tốt hơn. Xét về phương diện tình cảm cho quý ông tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966, trong năm Giáp Thìn 2024. Về tình cảm, gia đạo của quý ông tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966, không mấy suôn sẻ. Bị ảnh hưởng bởi sao hung tinh thiên khốc và cách giác, trạng thái tinh thần tổng thể của những người tuổi này năm nay không được tốt cho lắm. Quý ông dễ bi quan hoặc tiêu cực, khó hòa hợp với người khác, có vẻ như tương đối thờ ơ và thu mình, tình cảm sa sút. Mối quan hệ của quý ông với các thành viên trong gia đình cũng tương đối xấu, quý ông thường tranh giành một số việc rườm rà, vặt vãnh khiến không khí gia đình căng thẳng, bất an. Những ai đang làm bố, làm ông thì không nên áp đặt ý kiến của mình lên con cháu, mà nên tùy thuận, sẽ yên vui hơn. Sao xấu sẽ gây bất lợi trong việc thay đổi, mua bán, xây dựng nhà cửa trong năm này. Xét về phương diện sức khỏe cho quý ông tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966,
trong năm Giáp Thìn 2024. Vận trình sức khỏe của tuổi Bính Ngọ 1966, Nam Mạng, lại không mấy khả quan. Bị ảnh hưởng bởi hung tinh, cách giác, địa tang, dĩ cập, vận trình sức khỏe của quý ông trong năm này giảm sút một cách trông thấy. Các vấn đề về thể chất thường xuyên xuất hiện, nhiều quý ông tuổi này cũng sẽ gặp phải một số chấn thương do thương tích, tai nạn hàng ngày. Bên cạnh đó, quý ông cần cẩn thận các bệnh liên quan huyết áp và dạ dày. Vì vậy, tử vi khuyến quý ông tuổi này nên cẩn thận hơn, đặc biệt là trong cuộc sống hàng ngày, chăm sóc bản thân, cảnh giác với thế giới xung quanh để tránh những tổn hại không đáng có. Đường sức khỏe gặp nhiều gập ghềnh, bị ảnh hưởng bởi sao hung tinh thiên môn, người tuổi Bính Ngọ năm nay sức khỏe rất sa sút, thường gặp chuyện khó chịu hoặc cơ thể không thoải mái. Có những lo toan trong cuộc sống do ảnh hưởng của sao hung tinh, quý ông sẽ tự mang đến cho mình những tai ương. Vì vậy, khuyến cáo người tuổi Bính Ngọ nên quan tâm đến sức khỏe của bản thân, đồng thời chú ý đến sự an toàn của bản thân trong cuộc sống hàng ngày, đặc biệt là trong việc sử dụng lửa, nước và điện. Quý ông tuổi Bính Ngọ trong năm này nên giữ tâm thế thanh tịnh, đón nhận mọi thứ đến với mình thật thoải mái. Lời khuyên cho quý ông tuổi Bính Ngọ 1966, hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, trì chú và xem ngày, giờ, sử dụng vật phẩm theo tuổi của quý ông. Ngày giờ xuất hành tốt cho tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966, Nam Mạng, trong năm Giáp Thìn 2024. Số của quý ông tuổi Bính Ngọ nên xuất hành vào giờ chẵn, ngày chẵn và tháng lẻ thì làm việc gì cũng thuận lợi, gặt hái được nhiều kết quả tốt đẹp như mong muốn. Ngày mùng 1 Tết, dương lịch, chủ nhật, ngày 22 tháng 1 năm 2024. Âm lịch là ngày mùng 1 tháng 1 năm 2024, tức ngày Canh Thìn, tháng Giáp Dần, năm Giáp Thìn. Giờ xuất hành tốt cho quý ông tuổi Bính Ngọ. Giờ Canh Thìn từ 8 giờ đến 9 giờ, thuộc Thanh Long, tốt nhất là 8 giờ 5 phút giờ địa phương. Hướng xuất hành tốt cho quý ông tuổi Bính Ngọ. Xuất hành theo hướng Tây Bắc để nghênh đón hỷ thần, để đón nhiều tin vui, may mắn trong năm. Xuất hành theo hướng Tây Nam để nghênh đón tài thần, thần tài ghé thăm để đón nhiều tài lộc trong năm. Ngày mùng 2 Tết, dương lịch thứ hai, ngày 23 tháng 1 năm 2024. Âm lịch là ngày mùng 2 tháng 1 năm 2024, tức ngày Tân Tỵ, tháng Giáp Dần, năm Giáp Thìn. Ngày này là ngày sát chủ, không tốt cho việc xuất hành hay khởi cầu về công danh, tài lộc. Nếu xuất hành, quý ông nên chọn giờ hoàng đạo và hướng tốt trong ngày. Hướng tốt trong ngày, hỷ thần và tài thần, hướng Tây Nam. Ngày mùng 3 Tết, dương lịch thứ 3, ngày 24 tháng 1 năm 2024. Âm lịch là ngày mùng 3 tháng 1 năm 2024, tức ngày Nhâm Ngọ, tháng Giáp Dần, năm Giáp Thìn. Giờ xuất hành tốt cho quý ông tuổi Bính Ngọ, 8 giờ 5 phút giờ địa phương. Hướng xuất hành tốt cho quý ông tuổi Bính Ngọ. Xuất hành theo hướng Chính Nam để nghênh đón hỷ thần, để đón nhiều tin vui, may mắn trong năm. Xuất hành theo hướng Chính Tây để nghênh đón tài thần, thần tài ghé thăm để đón nhiều tài lộc trong năm. Tuổi Sông Đất hợp với gia chủ tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966, Nam Mạng, trong năm Giáp Thìn 2024. Dựa vào thiên can, địa chi và lựa chọn ngũ hành hợp với tuổi của gia chủ tuổi Bính Ngọ 1966. Điều này nhằm mang tới may mắn, tài lộc cho gia chủ. Người tới Sông Đất cho gia chủ tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966 phải là người khỏe mạnh, luôn vui vẻ, hân hoan, đặc biệt họ càng thành công thì vía mà quý ông nhận được càng nhiều. Cần kiêng những người nhà đang có tang hoặc phụ nữ đang mang bầu để tránh âm khí. Tuổi Sông Đất tốt nhất cho gia chủ tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966, Nam Mạng, trong năm Giáp Thìn 2024, gồm các tuổi sau. Ất Mùi, sinh năm 2015, Nam Mạng, bản mệnh tương sinh, thiên can bình hòa, địa chi lục hợp, cung mệnh thiên y, niên mệnh tương sinh. Giáp Ngọ, sinh năm 2014, Nam Mạng, bản mệnh tương sinh, thiên can bình hòa, địa chi bình hòa, cung mệnh sinh khí, niên mệnh tương sinh. Mậu Thìn, sinh năm 1988, Nam Mạng, bản mệnh tương sinh, thiên can bình hòa, địa chi bình hòa, cung mệnh thiên y, niên mệnh tương sinh. Tân Dậu, sinh năm 1981, Nam Mạng, bản mệnh tương sinh, thiên can tương sinh, địa chi bình hòa, cung mệnh phục vị, niên mệnh bình hòa. Ất Mùi,
sinh năm 2015, nữ mạng, bản mệnh tương sinh, thiên can bình hòa, địa chi lục hợp, cung mệnh thiên y, niên mệnh tương sinh. Kỷ Tỵ, sinh năm 1989, nữ mạng, bản mệnh tương sinh, thiên can bình hòa, địa chi bình hòa, cung mệnh sinh khí, niên mệnh tương sinh. Tử vi tuổi Bính Ngọ, nam mạng năm 2024, có phạm tam tai, hoàng ốc, kim lâu, thái tuế không. Tam tai 2024, quý ông tuổi Bính Ngọ không phạm tam tai, tốt, cuộc sống trôi qua trong bình an và ổn định. Kim lâu 2024, quý ông tuổi Bính Ngọ không phạm kim lâu, thích hợp đứng tên mua hoặc làm nhà trong năm, hoặc có thể đứng ra lo liệu đại sự của con cháu trong dòng tộc như cưới hỏi. Hoàng ốc 2024, quý ông tuổi Bính Ngọ không phạm hoang ốc, tốt cho việc mua hoặc xây nhà năm Giáp Thìn. Thái tuế năm 2024, không phạm hạn thái tuế. Trạch tuổi, theo hệ thống cửu trạch vận niên thì gia chủ Bính Ngọ, sinh năm 1966 gặp năm Giáp Thìn 2024 là trạch khốc, là một trong năm trạch xấu gồm trạch bại, trạch hư, trạch khốc, trạch quỷ, trạch tử. Trạch khốc là xấu, bởi vậy gia chủ tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966 không nên mua, xây cất hoặc sửa nhà hoặc làm các việc trọng đại khác vào năm 2024. Trong năm Giáp Thìn 2024 này, quý ông tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966, cần phải đặc biệt chú ý đến hạn Thiên La và sao Thái Dương chiếu mệnh. Sự tác động của hạn Thiên La đối với quý ông tuổi Bính Ngọ trong năm 2024. Nhắc đến hạn Thiên La, ông bà xưa có câu thơ sau: Thiên La bệnh ấy quái kỳ, quỷ ma quấy phá tâm thì chẳng an. Hạn Thiên La thường chủ về tình cảm và tâm lý, cụ thể như sau. Tình cảm, Thiên La được xem là lưới trời, gặp phải hạn này thường tình cảm các mối quan hệ không được ổn định. Nhất là tình cảm vợ chồng thường xuyên tranh cãi lục đục, ghen tuông vô cớ, lời qua tiếng lại khiến chuyện bé xé ra to. Nếu cả hai người không giữ được bình tĩnh dễ dẫn tới chia ly xa cách, gia đình ly tán. Tâm lý, khi gặp Thiên La, tâm lý gia chủ thường xuyên bất ổn, suy nhược cơ thể, hay lo lắng, buồn rầu. Song đó gặp những căn bệnh kỳ quái dù điều trị nhưng không khỏi. Nói cách cụ thể hơn thì bệnh này chủ về tinh thần, các chứng trầm cảm, thường xuyên nóng ruột, thiếu tập trung. Đặc biệt người gặp hạn này thường xuyên mất ngủ về đêm, nếu ngủ thì hay gặp ác mộng. Có 3 điều cần đặc biệt chú ý để vượt qua hạn Thiên La đối với quý ông tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966, trong năm Giáp Thìn 2024. Thứ nhất, sức khỏe. Khi gặp hạn này thì sức khỏe của gia chủ thường xuyên mệt mỏi và đau nhức, những căn bệnh kỳ quái. Mặc dù điều trị, tiêu hao tiền của nhưng vẫn không khỏi. Bởi vậy cách tốt nhất là dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, lập chế độ ăn uống hợp lý. Song đó hãy kết hợp với rèn luyện thể dục thể thao. Tránh sử dụng các chất kích thích có hại cho sức khỏe như rượu, bia, thuốc lá. Thứ hai, tình cảm. Các mối quan hệ trong giao tiếp, hãy cẩn thận trong từng hành động và lời nói, tránh vướng vào thị phi tai tiếng. Nhất là tình cảm vợ chồng, hãy dành nhiều thời gian ở cạnh nhau, quan tâm và chăm sóc nhau, thấu hiểu và chia sẻ niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống. Đừng ghen tuông vô cớ, lời qua tiếng lại không may chuyện nhỏ xé ra to. Gia đạo bất hòa, chia ly xa cách, con cái thiếu tình thương của cha hoặc mẹ. Thứ ba, tâm lý. Để cải thiện vấn đề này, khi gia chủ gặp Thiên La cần bình tâm và suy nghĩ kỹ càng về mọi việc. Không nên tự lo âu phiền muộn, thay vào đó hãy tìm người tâm sự, chia sẻ niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống. Không nên chất đựng quá nhiều ấm ức trong lòng. Điều này khiến tâm trạng ngày càng trầm trọng dẫn đến các bệnh kỳ quái như trầm cảm. Quý ông tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966, trong năm 2024, bị sao Thái Dương chiếu mạng. Sự tác động của sao Thái Dương đối với quý ông tuổi Bính Ngọ trong năm 2024. Sao Thái Dương là một phúc tinh tốt với cả nam và nữ. Sao này mang lại sự tốt lành, an khang thịnh vượng, công danh rộng mở, phát tài phát lộc, giúp cho quý ông có nhiều sự may mắn. Sao Thái Dương chiếu mệnh, dù đang học tập hay công tác thì cũng sẽ gặp được nhiều may mắn, kinh doanh, buôn bán thuận lợi, nhất là vào tháng 6 và tháng 10 âm lịch, là 2 tháng đại cát. Từ xa xưa người ta đã quan niệm rằng dù gặp sao tốt hay sao xấu thì cũng nên làm lễ hóa giải và nghênh sao. Sao Thái Dương là một phúc tinh nên cần làm lễ giải hạn và nghênh sao để tâm lý được vững vàng, có thêm niềm tin trong cuộc sống, mong muốn tránh được rủi ro và gặp nhiều may mắn. Người xưa thường làm lễ cúng dâng sao giải hạn vào đầu năm để giảm nhẹ vận hạn, hoặc làm hàng tháng tại chùa hoặc tại nhà.
để cầu xin thần sao phù hộ cho bản thân, gia đình, con cháu được bình an, khỏe mạnh, vạn sự tốt lành, may mắn, thịnh vượng. Lễ cúng dâng sao giải hạn sao Thái Dương thường thực hiện vào ngày 27 âm lịch hàng tháng. Thời gian cúng là từ 21 giờ đến 23 giờ, khi cúng gia chủ thắp 12 ngọn đèn hoặc nến, bố trí theo các vị trí hướng sao hiện, quay về hướng chính đông lại 12 lạy. Vận trình từng tháng âm lịch năm 2024 cho quý ông tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966, được căn cứ theo 24 tiết khí để đánh giá và phân tích. Vận trình tháng 1 âm lịch 2024 cho quý ông tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966. Khi bước sang tháng 1 âm lịch năm 2024, được cục diện dần ngọ nhị hợp trợ mệnh, nên tuổi Bính Ngọ, tính tình lạc quan, vui vẻ, phúc khí tràn đầy. Quý ông được thu hoạch tất cả các loại niềm vui và hạnh phúc, cuộc sống tương đối thoải mái. Quý ông vui xuân đón Tết cùng gia đình với một tinh thần vui vẻ, thoải mái. Nhưng quý ông cũng cần chú ý ăn uống trong những cuộc vui ăn nhậu với quý ông bè, rất dễ mắc các bệnh về đường ruột, dạ dày. Vận trình tháng 2 âm lịch năm 2024 cho quý ông tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966. Bước sang tháng 2 âm lịch này, quý ông tuổi Bính Ngọ duy trì được trạng thái làm việc năng nổ, nhiệt tình. Song vì khối lượng công việc quá nhiều nên ngày nào cũng rất bận rộn mà thành quả nhận được chưa chắc đã được như mong muốn. Trong tháng này, quý ông tuổi Bính Ngọ nếu có ai đó vay mượn tiền bạc hay cho người lạ ngủ nhờ vào nhà thì nên tìm cách từ chối khéo léo, cho vay cho mượn tiền cũng gặp phải rắc rối, khó hoặc không đòi được tiền về. Cho người khác tá túc thì có nguy cơ bị trộm cắp vì gặp phải kẻ gian. Bước sang tháng 3 âm lịch năm 2024 cho quý ông tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966. Bước sang tháng 3 âm lịch, đây là thời điểm khá yên bình và ổn định đối với người sinh năm Bính Ngọ. Quý ông có thể dần dần giải quyết được hết những công việc còn tồn đọng trước đó. Trong quá trình này dù đôi khi vẫn gặp vài khó khăn, trở ngại, thế nhưng đó là điều tất yếu nếu quý ông muốn trưởng thành và phát triển. Tình hình tài chính bình ổn, tuy nhiên quý ông cũng chớ vội đầu tư, hãy nghe ngóng rõ ràng tình huống xung quanh mình, chứ đừng sốc nổi nghe theo những lời rủ rê, dụ dỗ. Vận trình tháng 4 âm lịch năm 2024 cho quý ông tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966. Vận trình tháng 4 âm lịch đang có dấu hiệu cải thiện khi được các tinh nâng đỡ, những công việc nặng nề trước đây đã được giải quyết bớt, quý ông tuổi Bính Ngọ có thời gian để nghỉ ngơi, trau dồi kinh nghiệm và rút được những bài học từ thực tế. Ngoài ra có thể quý nhân sẽ giúp đỡ quý ông đưa ra những giải pháp đúng đắn cho tương lai. Trên phương diện tài lộc, chỉ cần quý ông chăm chỉ, chịu khó làm ăn thì đến cuối cùng sẽ được nhận phần thưởng xứng đáng. Vận khí đang lên, quý ông cần tích cực chủ động nắm bắt cơ hội tốt, chỉ cần quý ông cầu tiến cần mẫn trong công việc, mọi thứ sẽ tiến triển theo đúng dự liệu, không được nóng vội, kẻo khiến vận may tan biến, sẽ rất dễ hỏng việc. Tháng 5 âm lịch năm 2024 cho quý ông tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966. Tháng 5 âm lịch, vận khí suy giảm do bị Bạch Hổ hung tinh quấy phá, tài lộc không có dấu hiệu gia tăng. Vì thế chi tiêu cần phải tính toán chi tiết, rõ ràng, nếu không dễ rơi vào cảnh cháy túi, thậm chí phải đi vay mượn người khác. Cục diện ngọ ngọ tự hình gây ra cho quý ông một số rắc rối, bản tính nông nổi và hiếu thắng của mình, quý ông chỉ muốn làm theo ý mình, nên không chịu lắng nghe ý kiến của người khác. Đó chính là lý do quý ông thường xuyên mắc vào lỗi lầm, thậm chí là lỗi sai cũng không chịu sửa, mắc đi mắc lại nhiều lần. Sức khỏe cũng không tốt, chú ý ăn uống, dễ mắc các bệnh về đường ruột, hệ tiêu hóa, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Bước sang tháng 6 âm lịch năm 2024 cho quý ông tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966. Bước sang tháng mới, tình hình tài chính của quý ông tuổi Bính Ngọ có dấu hiệu tăng trưởng rõ ràng hơn, nhờ có các tinh chủ về tài lộc chiếu mệnh, nên nguồn thu chính được cải thiện đáng kể, quý ông có thể được thưởng hoặc tăng lương vì những cống hiến trong công việc. Công việc và gia đạo của quý ông tuổi Bính Ngọ trong tháng 6 âm lịch này khá ổn định. Quý ông nhận được nhiều sự hỗ trợ và lời mời giúp đỡ từ gia đình và bạn bè do được cục diện nhị hợp trợ mệnh. Tuy nhiên quý ông cũng nên chú ý, trong lời ăn tiếng nói, cách hành xử của mình, không nên cho vay mượn về tiền bạc, cũng không nên đầu tư một khoản tiền lớn vào một dự án nào đó mà mình chưa chắc chắn, tránh tự gây ra họa và những phiền phức không đáng có cho bản thân. Vận trình tháng 7 âm lịch 2024 cho quý ông tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966. Bước sang tháng Cô Hồn, quý ông tuổi Bính Ngọ cần phải quan tâm tới tình trạng sức khỏe của mình. Nếu thấy cơ thể có dấu hiệu cảnh báo,
quý ông cần phải đi khám ngay, chớ nên chần chừ, do dự, khiến bệnh trở nặng hơn. Ngoài ra, khi tham gia giao thông quý ông cũng cần chú ý quan sát, nếu phải đi một chặng đường dài thì tốt nhất là không nên cầm lái. Tháng này trong công việc, quý ông có thể phải gặp những vấn đề không được như mong muốn, nhưng hãy coi đó là cơ hội để thể hiện bản thân với người làm lãnh đạo. Chuyện tình cảm không có nhiều biến động, các cặp vợ chồng trẻ đang dần tìm cách để hòa hợp với nhau. Tuy nhiên quý ông sẽ nhận được nhiều tin vui từ gia đình mang đến. Vận trình tháng 8 âm lịch năm 2024 cho quý ông tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966. Bước sang tháng 8 âm lịch, quý ông tuổi Bính Ngọ có điềm báo, vướng phải một chút thị phi, tuy không lớn nhưng nó làm cho quý ông khá muộn phiền và đau đầu về vấn đề này. Công việc kinh doanh, buôn bán không mấy thuận lợi, quý ông nên tiến hành những dự định, những kế hoạch, công việc theo nền móng cũ, không nên mở rộng quy mô kinh doanh, buôn bán, sẽ không có lợi. Tài chính trong tháng không mấy khả quan, nhiều hạng mục công trình bị phá vỡ hoặc bị tạm ngưng, làm ảnh hưởng đến tổng thể nguồn thu trong tháng. Quý ông tuổi Bính Ngọ cũng cần chú ý giữ gìn sức khỏe, đặc biệt là khi tham gia giao thông hoặc khi lao động chân tay, vận hành máy móc, tránh xảy ra tai nạn đáng tiếc. Vận trình tháng 9 âm lịch năm 2024 cho quý ông tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966. Bước sang tháng 9 âm lịch, quý ông tuổi Bính Ngọ có được các tinh thiên đức chiếu mệnh, mang tin vui về cho vận trình của quý ông. Tam hợp trợ mệnh, quý ông có được những bước tiến nhất định trong sự nghiệp của mình. Những cố gắng từ trước đến nay có quý ông đã được công nhận, thậm chí còn có người có cơ hội được cất nhắc. Tinh thần làm việc hăng hái tích cực cũng sẽ giúp bản mệnh đạt được nhiều kết quả bất ngờ trong khoảng thời gian này. Nhờ những dấu hiệu tích cực trong công việc nên tiền bạc cũng gia tăng, tài lộc thu về rủng rỉnh. Bước sang tháng 10 âm lịch năm 2024 cho quý ông tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966. Bước sang tháng mới, tài lộc của quý ông tuổi Bính Ngọ không có dấu hiệu gia tăng. Tình hình kinh tế không được khả quan lắm trong thời điểm này là bởi mức lương hoặc mức lợi nhuận của quý ông không gia tăng. Nhưng quý ông lại có nhiều vấn đề cần phải chi phí, tốt nhất hãy cân đối chi tiêu để không rơi vào cảnh cháy túi, thậm chí phải đi vay mượn người khác. Điều đáng mừng là bản mệnh đang sở hữu một sức khỏe khá tốt, giúp quý ông có thể bắt tay vào làm mọi việc mà không cần phải cân nhắc quá nhiều yếu tố của bản thân mình. Vận trình tháng 11 âm lịch năm 2024 cho quý ông tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966. Cát tinh trợ mệnh, vận khí của quý ông tuổi Bính Ngọ trong tháng này được khởi sắc. Người làm công việc kinh doanh có thể gặp được nhiều may mắn và thuận lợi. Nếu có thể nắm bắt cơ hội và làm việc chăm chỉ để kiếm tiền, thì tháng này sẽ là tháng thu hoạch tài sản rất tốt, cũng sẽ có cơ hội kiếm được rất nhiều tiền. Quý ông tuổi Bính Ngọ trong tháng này, thu nhập chính và thu nhập phụ đều có sự tăng trưởng thích hợp, quý ông cũng sẽ thu được lợi tức từ quản lý tài chính. Về tình cảm, các mối quan hệ của quý ông được duy trì tốt, thậm chí có bước tiến gần gũi thân thiết hơn trong tháng này. Vận trình tháng 12 âm lịch năm 2024 cho quý ông tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966. Bước sang tháng 12 âm lịch, bị ảnh hưởng bởi những ngày cuối năm, dù là công việc cơ quan hay gia đình thì cũng tương đối bận rộn. Quý ông cần giải quyết nhiều vấn đề khiến bản thân rất mệt mỏi và lo lắng, thậm chí có một chút lộn xộn. Tài lộc trong tháng này tương đối tốt, các hạng mục công trình và dự án đầu tư trước đó để cho thu về lợi nhuận, các khoản lương và thưởng cuối năm cũng giúp gia tăng nguồn tài chính rình rình. Nhưng những ngày cuối năm việc chi tiêu sắm sửa cho dịp Tết cũng nhiều, quý ông nên có kế hoạch chi tiêu hợp lý để tránh bị thất thoát, thâm hụt nguồn thu không đáng có. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966, nam mạng, trong năm Giáp Thìn 2024. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ có một năm nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.